Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên ra. Slenderina, The School. Let's go. Đây là một tựa game bóng ma trong trường học. Và các bạn phải đi từng căn phòng một, sau đó thì tìm những món đồ. Mình sẽ vào căn phòng đầu tiên. Món đồ đầu tiên, nhìn thấy rồi. Ok, đẹp thôi. Wow, một chiếc chìa khóa. Let's go, căn phòng thứ hai. Không có gì. Oh my gosh. Oh man. Rồi ok, mình sẽ ra hành lang bên kia. Let's go. Món đồ thứ hai. Oh my gosh. Rồi mình sẽ xuống đây. Tìm dưới này trước. Một cái búp bê. Và các bạn phải tìm đủ 8 món đồ, sau đó các bạn ghép vào đây. Ok, lọ máu này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2. Sau đó sẽ lên tầng 3. Let's go. Oh my gosh. Món đồ thứ tư. Đi xung quanh tất cả các phòng, sau đó thì tìm tất cả là 8 món đồ, sau đó các bạn ghép ở dưới. Khi đủ 8 món đồ thì cánh cửa trên sẽ mở ra. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Granny Chapter 2. Let's go.
One đây. Ok. So let's go. Rồi mình sẽ lấy chiếc chìa khóa này, sau đó thì mở cánh cửa này ra. Ok. Tiếp tục. Trong này không biết có gì không? Let's go. Ok, vào trong này rồi mình sẽ rút nước này ra. Ở đây thì có một con thủy quái cho nên mình phải rút nước đi. Let's go, let's go. Oh my god, ông ta sống lại rồi.
Let's go. Oh my gosh, kịp rồi. Wow, wow, wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game thứ 3, Slenderina 2D. Play, Blue. Rồi, mình sẽ tiến sâu bên trong. Một chiếc chìa khóa. Rồi, mở cửa ra. Số 7. Vào cửa này thôi. Tiếp tục đi sâu vào. Vào tiếp đến cửa này. Wow. Số 4. Ok. Let's go. Sang phòng tiếp theo. Oh my gosh. Không biết nên đi cửa này hay đi thẳng tiếp đây. Rồi mình sẽ vào cửa này đi. Oh my gosh. Giờ mình quay một lúc là mình sẽ chết ngay. Ok. Tiến sâu bên trong. Ở đây có một cái búa này. Đập cái này ra. Số 2. Đi tiếp nào. Oh my gosh. Oh my gosh. Wow. Nhìn một lúc mà chết luôn. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 4. Horror Hospital 2. So ok, mình sẽ vào toàn đầu đài này. Sâu bên trong. Một chiếc chìa khóa. Wow. Cảnh báo có một con yêu quái. Rồi, let's go. Rồi mình sẽ đi đường này đi. Đó hiện hình của một
3. Wow, dậy thôi. Let's go. Rồi. Mình sẽ đưa mẩu giấy này, mảnh giấy này cho cô gái đây. Và cô ta sẽ đi theo mình. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Big guy, it keeps. Continue, let's go. Đây không mở được ra. Không biết có sao ở bên này không? Ok. Cái này không có lối đi ở bên trong. Wow. Và ta đi ngược lại với ta chứ. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Đầu tiên thì tựa game này sẽ giới thiệu và các bạn sẽ phải đọc. Ok, một ngôi nhà rất là nguy hiểm luôn và rất là tối om. Như kiểu là nhà ma. Ok, let's go. Thì mình có một con quái thú ở đây.
Đây là một tựa game ma nhưng mà cũng rất là hãi các bạn nhé. Tạo tiếng rất là nguy hiểm và khiếp luôn. Đó, ok. Các bạn nào yêu thích những tựa game ma thì các bạn có thể đào tựa game này chơi, cũng rất là hay và cũng rất hồi hộp luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Randy Chapter 1. Quân đây. Chưa tìm thấy một cái gì cả. Mình sẽ ra ngoài này xem thế nào. Let's go. Một mã code. Rồi mình xem ở đây là cái gì. Ok. Wow, bảo tàu vẫn vơi tới được. Tài thật. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Avindia. Chơi game này không biết có vào được không. Đây là một tựa game các bạn phải chiến đấu và chạy thoát khỏi những con zombie nó ở trước mặt. Và tựa game này nó cũng giống như từ những tựa game như Into the Deer hay là Into the Deer 2. Cách chơi thì nó khó hơn Into the Deer 2 và Into the Deer. Hình như là iPad đợt này sẽ không chơi được tựa game này. Oh my gosh. Và tựa game này các bạn có thể chơi bằng Android hay là một máy nào đó. Và cũng rất là hay. Ok. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.